Xin chào tất cả bà con nhá. Chào mừng bà con đã quay trở lại với kênh Hội Bất Động Sản Miền Nam. Thì hôm nay thì em đang có mặt tại phường Bình Chuẩn thuộc thành phố Thuận An, Bình Dương để dẫn toàn thể quý cô chú anh chị khách hàng chúng ta cùng đến và tham quan với một căn nhà góc hai mặt tiền quý vị nhá. Một căn nhà góc hai mặt tiền được bố trí rất là thoáng và rất là đẹp cho quý anh chị mình luôn ạ. Nhà đẹp với mặt tiền đường trước nhà của chúng ta rộng lên đến là 12 mét quý vị nhá. Đường thông hai đầu thuận tiện cho việc kinh doanh buôn bán, mở văn phòng công ty, làm neo, làm spa. Đây quý vị thấy là hàng xóm không ạ? Tất cả đều là nhà 3 tầng hết. Nhà rất là đẹp luôn. Quý anh chị mình ai có nhu cầu thì alo ngay cho em Phương để đi xem nhà miễn phí nhá. Và hiện em tại ngã 6 An Phú hoặc chợ Đông Đô. Em sẽ dẫn quý vị vô tham quan thực tế căn nhà này. Đây quý vị thấy không ạ? Nhà được xây dựng với thiết kế là một cái mẫu nhà rất là đẹp và cực kỳ hiện đại luôn. Góc hai mặt tiền rất là VIP cho quý anh chị mình nhá. Ok, ngay bây giờ thì mời quý anh chị mình chúng ta cùng di chuyển vào bên trong để khám phá, để review tường tận chi tiết về căn nhà này. Nhà chúng ta lợi thế là có một con đường ở bên hông này nữa. Cái nối này là cái đường 4m dành cho hành lang thoát hiểm quý vị nhá. Quý vị có thể tận dụng không gian này để xe ô tô, để xe hơi vô tư thoải mái này, để được rất là nhiều xe luôn. Và nhà chúng ta lợi thế hai mặt tiền cho nên là nó rất là thoáng, không có bị giống bí bách giống như một số căn nhà dạng bình thường khác. Nhưng mà căn nhà này thì hiện tại có mức giá là chỉ nhỉnh hơn những căn nhà thường một tí thôi. Chỉ một tí thôi nhá. Phương review, Phương bật mí công khai luôn cho quý vị là giá bán của căn nhà này là 4,2 tỷ quý vị nhá. Đâu đó nếu mà một căn nhà đẹp ngang với diện tích tương đương ở khu vực này thì rơi vào tầm 3 tỷ 7, 3 tỷ 8, 3 tỷ 9 rồi. Thế thì căn nhà này quý vị chỉ thêm xíu xíu tiền nữa thôi nhá là được hưởng góc hai mặt tiền rất là đẹp này, mà không có bị trừ vào cái phần xây dựng của mình đâu nhá. Ở đây thì mình sẽ ngang 4, chiều dài vô 15m, mình xây đổ luôn, chứ trên giấy phép xây dựng chứ không phải người ta cắt vô của mình 1m đâu nha quý vị nhá. Quý vị hoàn toàn yên tâm là vấn đề là xây dựng ở đây là xây đúng phép này, không có xây lố diện tích đâu. Như trong khu dân cư bình thường á, ví dụ cái đường hông này này, nó là một con đường nhỏ thì khi mình xây dựng 4m mình chỉ xây 3m thôi. Còn bên trên thì mình xây 4m bình thường. Nhưng mà cái khu vực này quý vị ạ, đây chỉ là cái hành lang thoát hiểm thôi, bên trong không có dân cư, cho nên là mình được xây dựng hết là chuyện bình thường quý vị nhé. Đó, ai mà yêu thích thì alo ngay cho em Phương để vào việc căn nhà này 4,2 tỷ. Và hiện tại còn bớt nữa cho quý anh chị mình nào mà thiện chí nhá. Bây giờ chúng ta cùng di chuyển bên trong để review chi tiết về căn nhà này. Ở trong ngoài chúng ta sẽ có hai lớp cửa để bảo vệ căn nhà mình, một lớp cửa quấn của Đức và một lớp cửa sinh pha với kính cường lực. Giá bán hiện tại thời điểm này giá rất là dễ chịu quý vị ạ. Nói chung là không cao lắm đâu. Và đặc biệt thì bữa nay giảm giá rất là nhiều rồi. Giá rẻ hơn so với năm vừa rồi rất là nhiều quý vị nhá. Nếu mà những căn nhà như thế này ở lúc trước giá lúc trước phải tầm 4 tỷ rưỡi, 4 tỷ 7 thì quý vị mới có thể mua được góc hai mặt tiền như thế này. Nhưng mà bữa nay chỉ có là 4,2 tỷ thôi. Và gia chủ vẫn còn bớt thêm chút nữa cho quý vị luôn ạ. Chúng ta sẽ có gara để xe nối dài phòng khách này. Chỗ này chúng ta để xe Honda thôi. Còn ô tô quý vị có thể để không gian kế bên được, không thành vấn đề quý vị nhé. Ở đây sẽ có một cái cửa cuốn này để cho chúng ta có thể là ra vào nối hông nhà mà không cần phải mở cửa chính quý vị nhé. Căn nhà này chúng ta sẽ có hướng thuộc hướng mặt trời mọc, thuộc hướng đông quý vị nhé. Nhà mình sẽ có hướng đông rất là mát mẻ dành cho quý anh chị mình hợp hướng đông tứ trạch. Thì ở căn nhà này thì quá tuyệt vời luôn. Bếp thì chúng ta sẽ quay tây, dành cho bác nào mà hợp hướng tây tứ trạch thì mình vẫn ở được. Đấy quý vị thấy không ạ, không gian nhà được thiết kế xây dựng và bố trí khá là hợp lý. Ở không gian phòng khách này chúng ta được tặng kèm theo một bộ bàn ghế sofa đã được bố trí sẵn cho quý anh chị mình luôn rồi. Hệ thống rèm cửa cũng có sẵn luôn. Phòng khách nhưng mà có cửa sổ, thế thì nó rất là thoáng nhá. Quý vị thấy không ạ, rất là ít những căn nhà mà không gian phòng khách có cửa sổ như này, có cửa sổ hông nhà như thế này. Nó thuộc hàng hiếm quý vị ạ. Đó. Trần thì có quạt trần rất là mát cho quý anh chị mình luôn, kết hợp đèn chiếu sáng. Còn căn nhà này thì quý vị thấy là cầu thang được thiết kế kẹp hông này. Cho nên là không gian bố trí phòng khách nó rất là rộng rãi nhé. Và nhà mình bên trong có rất nhiều không gian để quý vị sinh hoạt luôn. Kệ tivi được kết hợp với này kệ trang trí như thế này. Có kết hợp các giải led nhé. Để Phương bật các giải led lên cho quý vị này. Lúc nãy Phương không có quay giải led này. Đó. Nãy Phương có demo nhưng mà Phương không quay giải led. Ok, chúng ta cùng di chuyển bên trong. Căn nhà này của bên em thì có vị trí tọa lạc tại phường Bình Chuẩn thuộc thành phố Thuận An, kế bên chợ Đông Đô quý vị nhé. Quý chị mình có coi nhà thì hẹn em Phương tại chợ Đông Đô, đường DT743, giao nhau với đường Phan Đình Giót, phường An Phú, thành phố Thuận An. Tới đó alo cho Phương ra, Phương đón quý vị vô tham quan thực tế căn nhà này. Cam kết là đúng nhà, đúng giá, đúng sản phẩm cho quý vị luôn ạ. Tiếp đến chúng ta sẽ có không gian nhà bếp. Không gian nhà bếp này thì quý vị thấy cũng có một không gian cũng khá là rộng rãi. Chúng ta sẽ có một bộ bàn ăn 6 ghế ở đây, chân chữ X. Và bàn thì chúng ta sẽ có mặt bàn đá nhập khẩu quý vị nhé.
Ghế ở đây thì ghế ra nhập khẩu hết. Nhà bếp chúng ta, quý vị để ý không ạ? Chúng ta vẫn có một cái cửa sổ ở bên hông nhà như thế này, cho nên nhà mình rất là thoáng quý vị nha. Phải nói là rất là thoáng luôn. Mà giá thành thì nó chỉ có hơn căn thường một tí thôi. Căn thường vị trí đẹp thì nó cũng tầm 3 tỷ 9, 4 tỷ hết rồi, chứ không có rẻ hơn đâu. Nhưng mà ở đây góc hai mặt tiền mà có 4,2 tỷ thôi nha quý vị. Xây thì đúng phép xây dựng hết luôn. Chứ không có binh, không có xin gì cả. Chứ nhiều anh chị là một số căn nhà là ngang 4 mét đúng không ạ? Quý vị thấy xây đủ 4 mét nhưng mà đường ở đường nhỏ, thì căn nhà đó thì thường thường là giấy phép dựng chỉ cấp có 3 mét chiều ngang thôi. Còn bên trên thì vẫn cấp đủ bình thường, nhưng mà căn nhà này sẽ cấp đủ 4 mét xây dựng bên dưới và bên trên là 4 mét luôn. Đó, quý vị hoàn toàn yên tâm về xây dựng ở khu vực này. Chúng ta sẽ đến với không gian tiếp theo, thì sẽ có một bộ tủ bếp trên và dưới được tặng kèm theo cho quý cô chú anh chị khách hàng mình luôn ạ. Tủ bếp trên dưới với chất liệu gỗ An Cường nhá. Mặt tủ thì quý vị thấy là mặt cánh ở đây thì đều có phủ acrylic rất là bóng, sạch sẽ lắm. Và cái chất liệu của cái cánh tủ này thì nó sẽ cao hơn so với những căn nhà khác, cao hơn so với những cái tủ khác rất là nhiều. Tại vì có phủ acrylic thì sẽ cao hơn cái loại không phủ acrylic, cái loại bóng mờ quý vị ạ. Chỗ này thì để tủ lạnh quý vị nhá, để tủ lạnh. Chúng ta sẽ có không gian bếp ở đây. Bếp đây thì chúng ta sẽ quay hướng bắc quý vị nhá. Đó, hướng bắc. Nếu mà quý vị thích cái hướng tây thì có thể quay về hướng đông bắc như thế này. Đó, hợp lý phải không ạ? Rất là hợp lý nhá quý vị. Tiếp theo thì ở đây là không gian chậu rửa nha quý vị. Không gian chậu rửa này, chúng ta sẽ có một cái hệ chậu rửa mà nó nối liền như thế này này. Chúng ta không gian rửa này nó rất là rộng rãi cho quý vị. Ở đây là hệ thống cái vòi rửa thông minh. Và đây sẽ là không gian để tủ gạo. Đó, tủ gạo nhá. Bên dưới có mặt kính, mặt cánh có phủ acrylic và trên cũng có phủ luôn. Tông màu đá bàn bếp ở đây thì chúng ta sẽ có chất liệu đá này, người ta gọi là đá đen rừng quý vị nhá. Bên hội bất động sản Việt Nam người ta gọi là đá đen rừng, còn đơn vị khác có thể gọi chất liệu khác quý vị nhá. Đó, tiếp theo thì chúng ta cùng di chuyển ra phía sau nhà để khám phá tiếp không gian phía sau nhà nhá. Không gian sau nhà ở đây thì bên em có bố trí một cái nhà vệ sinh ở lầu dưới này. Nhà vệ sinh dành cho khách thì quý anh chị mình thấy là không gian nội thất trong cái căn nhà vệ sinh này phải nói là quá đẹp luôn. Gương điện xịn sò này, cao cấp này. Bàn đá chúng ta sẽ có bàn đá tới loại là 2 tầng. Bồn cầu thì chúng ta sẽ có hàng cao cấp như thế này, liền khối họa tiết hình chữ S. Và vòi tắm sen thì đưa vôi bên trong, đồng ý của rất là nhiều quý cô chú anh chị khách hàng mình yêu thích cái kiểu cách và thiết kế mà vòi tắm sen đưa bên trong như thế này. Và vòi tắm sen này thì chúng ta thấy là có kết hợp với kẻ đo nhiệt độ nhá, phím piano chỉnh rất là nhiều chế độ tắm. Ok, bây giờ thì mời quý vị cùng theo chân em, chúng ta cùng di chuyển ra phía ngoài rồi lên lầu trên để khám phá không gian lầu trên nhá. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái nối thoát hiểm này. Chỗ này thì chúng ta có thể tận dụng để giặt giũ phơi đồ, để Phương review chuyên sâu một tí cho quý vị dễ dàng hình dung. Đây, chúng ta sẽ có một không gian như thế này để giặt giũ phơi đồ ở không gian phía sau nhà, hoặc để ba cái vật dụng linh tinh ở trong nhà cũng được, không thành vấn đề. Mình cũng đến và trải nghiệm với không gian của tầng trên nhá. Đến với kênh Hội Bất Động Sản Miền Nam, quý cô chú anh chị khách hàng mình được nghe giá tổng thể, báo tổng quát chi tiết và rõ ràng minh bạch. Pháp lý sổ sách giấy tờ thì công khai là sổ hồng riêng, công chứng sang tên ngay và có hỗ trợ ngân hàng lên đến 70% nếu quý vị cần hỗ trợ ngân hàng. Đó, rất là tư vấn nhiệt tình, vui vẻ và trung thực nhất cho quý anh chị mình luôn ạ. Mọi người đi xem nhà thì ủng hộ bên em Phương nhé. Alo cho em qua số 0399 909881 và hẹn em tại ngã 6 An Phú hoặc là chợ Đông Đô, phường An Phú, thành phố Thuận An, Bình Dương, đường DT743. Alo cho Phương ra, Phương đón quý vị vô tham quan thực tế căn nhà này. Đến với phòng ngủ số 1, chúng ta sẽ có một phòng master với diện tích của chiều ngang phòng này là 4m và chiều sâu vô là 5m quý vị nhé. 20m2 cho cái phòng ngủ to như thế này. View ban công đẹp và xịn sò đắc địa. Đây, hàng xóm của chúng ta tất cả đều là nhà 3 tầng đẹp và xịn như thế này. Đó, nhà này là nhà mới hoàn toàn. Nhà mới hoàn toàn. Ở đây thì chúng ta sẽ có cửa sổ phía hông luôn. Thoáng lắm, nhà mình thoáng lắm. Và được kết hợp với nhà vệ sinh khắp kín đầy đủ hết. Đấy, phòng tắm thì có kết hợp nhà vệ sinh này. Đấy. Quý vị thấy không ạ? Rất là đẹp luôn. Ở đây thì em Phương review một cách chính xác, thông tin minh bạch rõ ràng cho quý vị luôn ạ. Cho nên là mọi người đi xem nhà hết sức yên tâm nhá. Alo cho Phương để đi xem nhà và hẹn em tại ngã 6 An Phú. Số điện thoại của em ghim trên màn hình là 0399 909881 và hẹn em gặp em Phương tại ngã 6 An Phú ạ.
Tiếp bên chúng ta sẽ có một phòng ngủ số 2. Phòng này cũng rộng lắm luôn. Phòng này có diện tích là chiều ngang 4m và chiều sâu vô đến cả 6m luôn. Phòng này còn to hơn cả phòng ngủ trước, nhưng mà vẫn có hai cái cửa sổ bên hông luôn, để cho quý vị có thể là lấy gió tươi cho ngôi nhà, đem lại cảm giác thông thoáng. Ban ngày không cần phải bật đèn, dây chờ điều hòa có gắn sẵn luôn nhá. Ban ngày không cần phải bật đèn, vẫn rất là sáng. Nội thất thì toàn là hàng cao cấp không à. Đấy, toàn là hàng xịn sò. Quý vị thấy, quý vị xem video cho Phương xin nhận xét ở phần bình luận bên dưới về căn nhà này nhá. Quý cô chú anh chị khách hàng mình lớn tuổi lên đây ở ấy, mà không rành về pháp lý thì mọi cái Phương hỗ trợ cho. Hỗ trợ nhập khẩu, hỗ trợ cho xin cho con em đi học, hỗ trợ làm các cái ba, vân vân và vân vân. Xin số nhà, điện nước thì tất cả bên em Phương hỗ trợ hết cho quý vị hoàn toàn yên tâm ạ. Và trên này thì công ty xí nghiệp rất là nhiều, thành ra là mọi người có nhu cầu tìm kiếm công ăn việc làm ở trên khu vực thành phố Thuận An Bình Dương này thì cũng rất là gần. Nhà mình thì kế bên khu công nghiệp V-Ship 1 này, khu Việt Sinh này, và chúng ta sẽ có kế bên khu công nghiệp Việt Hương nữa, gần siêu thị Ion của Bình Dương, siêu thị Ion của Thuận An á. Đấy, các tiện ích xung quanh rất là đầy đủ. Đến với phòng ngủ số 3, chúng ta cũng sẽ có một cái không gian phòng ngủ view đẹp như thế này. Quý vị về có thể trồng thêm cái cảnh ở phía trước. Đó. Chính xác quý vị nhá. Căn kia thì với Phương review là căn đó đang giảm giá 3 tỷ 450. Đối diện nhà đó đang còn, rất đẹp luôn. Ai yêu thích thì gọi ngay cho em để vào việc căn nhà này. Đây sẽ là không gian nhà vệ sinh của phòng số 3. Tất cả các công trình đều là khép kín cả. Quý vị thấy giá trị chưa? Rất là tuyệt vời luôn. Gia đình mình mà có đông người ở thì không thành vấn đề. Phòng này cũng to đẹp rộng rãi này. Cũng có nhà vệ sinh khép kín này. Vậy là căn nhà này có tới 5 cái nhà vệ sinh quý vị nha. 5 cái nhà vệ sinh. Thường thì chỉ có tới 4 cái là không thấy nhiều rồi. Nhưng mà căn nhà có tới 5 cái nhà vệ sinh, mà mỗi cái nhà vệ sinh thì là tiêu tốn khá là nhiều tiền. Đâu đó đến cả 100 triệu trên cái nhà vệ sinh đó quý vị. Thiết bị điện nước, công cán xây dựng lên, ủi sửa vân vân và vân vân. Ở đây sẽ là không gian phòng thờ. Phòng thờ của tầng trên này quý vị nhá, phòng thờ của tầng trên cùng, tầng 3. Đấy, quý vị thấy sử dụng giống như nhà 4 tầng vậy. Bên ngoài này sẽ là không gian sân thượng phía trước. Mình sẽ có không gian sân thượng phía trước để mình có thể phơi đồ, giặt giũ phơi đồ, rồi hoặc là làm thêm cái bộ bàn ghế trên này đỡ ngồi uống trà uống nước cùng gia đình, hoặc là vui vẻ bên gia đình cùng bữa tiệc cuối tuần, tiệc nướng BBQ hoặc là nẩu gì đó vân vân và vân vân. Đấy, rất là hợp lý nhá. Mình ở đây là mình đúc tấm luôn, đẳng cấp hơn nhà hàng xóm. Quý vị thấy nhà hàng xóm không ạ? Chỉ có lập tôn thôi. Đấy, đâu đó quý vị thấy là một số khu trong này, một số căn trong này người ta rao có 3 tỷ 150 ấy, 3 tỷ 2 ấy, những căn nhà đó là những căn nhà lập tôn này, nhà cũ này. Đó, người ta ở không ở được, người ta bán đi thì có giá rẻ. Còn để mà nói một căn nhà được xây dựng chuẩn chỉ giống như quý vị tự xây dựng á, thì nó phải từ 3 tỷ 8, 3 tỷ 9. Đó, còn hàng ngộp thì cũng có như căn này này, nhưng mà rất là hiếm quý vị nhá. Ai mà yêu thích thì gọi cho Phương để đi lên xem nhà. Đấy, đúc tấm không? Thì quý vị thấy không ạ? Đúc tấm luôn, 3 tấm kiên cố, có cả tum. Mà cả nhà cả đất người ta đang bán có 3 tỷ 450 ấy. Căn này lúc trước là 3 tỷ 8 này, bây giờ người ta giảm giá bán có thế thôi. Còn 3 tỷ 4, 3 tỷ 2 chỉ có nhà cũ, nhà nát ấy. Cái nhà mà sửa 8 tỷ 3 lần luôn á. Và trên lập tôn á, với cái nhà đấy thì không khuyến khích quý vị mua nhá. Mua cho thuê thì được, còn không nên ở. Ở đây thì sân sau này, giặt giũ phơi đồ, hoặc là làm thêm cái chuồng cọp giống như mấy nhà kế bên ấy, mình trồng cây vân 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 và vân vân, rất hợp lý phải không ạ? Ai mà yêu thích thì gọi cho Phương để đi lên xem nhà nhá. Một căn nhà quá đẹp và Phương review tâm huyết, Phương review thực tế như này, cho nên là quý vị hoàn toàn yên tâm. Trên đây Phương quay sao thì ngoài trang thế thôi, không khác biệt gì nhau cả. Và đi xem nhà nhé quý vị. Alo điền cho em đi ạ, alo điền cho em qua số 0399 909881 nhá. Hẹn em tại ngã 6 An Phú hoặc là chợ Đông Đô. Em sẽ ra đón quý vị vô tham quan thực tế căn nhà này, cam kết đúng giá, đúng nhà đúng giá luôn. 4 tỷ 2 không phát sinh gì cả, giá tổng, giá bao thuê phí hết luôn. Nếu mà thiếu tiền thì Phương hỗ trợ ngân hàng cho, bên em lo luôn ngân hàng cho quý vị cũng được, không thành vấn đề. Xin cảm ơn tất cả quý khách hàng đã dành thời gian cho Phương để theo dõi video nhá. Và trước khi kết thúc video thì em Phương xin mỗi bác một like ạ, mỗi người một like, mỗi người những người đang xem video của em á,
thì xin mỗi người một like và một lượt chia sẻ video lên Facebook Zalo nhá. Để khi các bác tìm lại cái mẫu nhà này thì vào Facebook Zalo của quý vị là có thể tìm lại được luôn. Không phải kiếm thêm gì cả. Like và chia sẻ video để khi mà em đăng các video mới thì hệ thống nó sẽ tự thông báo về máy cho quý vị luôn ạ. Và nhớ đón xem clip tiếp theo của em nhá. Rồi xin cảm ơn. Chúc bà con sức khỏe và tìm được một chủ đầu tư uy tín nhá.